giờ chúng ta đi lên xe bus nha, kiếm chỗ ngồi và đi ăn sáng. Rồi cuộc hành trình bắt đầu rồi nha cả nhà. Have fun. Kỷ niệm ở sân bay quốc tế Phú Quốc gì á. Dạ. Sau đó giờ mình sẽ lên xe. Đây thật rồi. Đây là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. International Airport. Đó là đoàn của chúng ta. Muốn làm kỷ niệm thì mình lưu về. Bún quậy đặc biệt 70.000, thường thì 60.000, 10.000 tới đâu. Thêm tí chua ngon bao gồm mực tươi, chả cá, tiêu chả, tôm, kề trà đá miễn phí vui lòng tự phục vụ. Mực nước uống các loại đồng giá 15.000, trừ Red Bull, đặc biệt trà xả tắc, là nắng quả nhà làng. Vô đây tò mò một cái. Loại tự pha gia đình mình muốn dùng loại nào? Dạ dạ. Pha sẵn đi ha. À, pha sẵn đi. Chấm này. Này là nước chấm. Đảo đề với tô bún lên anh chị ha. Rồi nếu gia đình mình muốn ăn đậm đà hơn chút nữa, gia đình mình dùng muỗng mình múc một ít nước chấm mình hòa vào trong cái tô bún, mình luôn đảo đều lên chị ha. Còn hải sản là gia đình mình sẽ chấm trực tiếp vào trong cái chén chấm luôn. Rồi gia đình mình ai có dùng thêm ớt á, thì gia đình mình hỏi đều ớt không đăng lên cái này không ạ? Không bốn con là kia chấm à bốn đô mùi nóng hổi vừa thổi vừa lo rồi. Cảm ơn anh nha, ngon quá. Cái này là bún quậy đặc biệt. Chị ơi mình có nước không? Không, bún quậy đặc biệt. Giờ ai uống nước gì rồi ngâm nhắc lại em có lại cho gia đình đi. À thầy á, chả bò mực này xịt đi con, mực gọi là bún quậy đặc sản của Phú Quốc. Mình bún quậy ăn xong quậy nha. Đây là chả cá này. Bây giờ chả cá đó, mình sẽ điểm cái sốt nha, dùng ăn nha. Nhiều món ngon mới lạ, lần đầu tiên trải nghiệm. Ăn no rồi lên đường thôi. Mời cả nhà uống nước chung. Cái này câu cá ha. Cái này nó chìm vào hòn đảo lớn đó. Sau đó đưa du khách qua khu vực qua hòn con này giờ lắm, cái này là bờ qua hòn lớn. Con ngày nước lên tới giờ là hòn ăn nhiều. Con này được biết được hai con nè. Thì hòn thơm được xem là hòn đẹp nhất. Mình có dùng cái con lên hòn có đầu tư. Con này là con gì? Dạng ốc nai tượng. Là về cái thịt nó bên trong. Dạ, từ bên trong thì nó còn hoang sơ và nó khá là vàng bên dưới. Còn sống nha. Đó. Chưa có sự đầu tư của con người nhiều. Thịt nó rất là ngon đúng không? Khu vực phía bên tay trái thì cái này là con gì? Ốc chim nữ. Đây là cái này ốc ngọc chân và ốc bạch ngọc nha. Phường thứ hai là con sò tàu. Con này là con lưỡi sủ. Lưỡi sủ, sủng cái sủng. À, lưỡi sủng cái sủng. Dạ, giống cây sủng mình đó, sủng đắt đó. Cái này một con vậy là 50.000 luôn, bán nướng mới hành. Cái này mình phải dùng, mình đứt ăn cho biết. Cái này á hả? Dạ, ăn cái này là hên chui có ngọc dai mà loại nhỏ nhỏ đó thôi. Đang giờ mình cắn vô cái nhãn hay là gì đó, mình hên. Như quà của thiên nhiên tặng cho mình thôi. Dạ. Vui quá ha. Sủng ha, ốc sủng. Lưỡi sủng. Lưỡi sủng. Dạ. Cảm ơn nha. Mình có biết.
ăn hủ tịch chè con cua cái này nữa, con cua cá khô nè, rau xào, cái này là sò, sò gì á, mực mực xào, trứng nè, canh chua nè, cơm nè, dessert nè, hoa mận hấu, chè 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 là ăn kinh đâu rồi, phải biết sạch là có tiền, sẽ có. Ủa bà đi đâu? À, một gia đình một cái hả chị? Không biết có thêm ai không á? Nhiều năm người. À, phát sàn đi lấy phát sàn. Ngon quá, chịu hết nổi rồi. Gia đình ăn món gì đây? Ăn ngoài đó. Cơm này. Phải thích chạp phần là. Chạp phần. Lấy lé con này. Chạp phần. Phát sàn. Chị, đi ai dí dí sàn. Lan là lan lưỡi tóc phàn, lan lưỡi lan lưỡi tóc phàn. Sao đặt tên nó là dục lưỡi à? Đi vào bá đặt cho nó. Nó tên gì? Nó là Pink Diamond, nó là Ngọc Hồng á. Ngọc Hồng. Pink Diamond á. Pink Diamond nhưng mà hãy vào bá đặt dục lưỡi. Thôi là chưa là. Sực ra. Thưa. Ok. Chế chè phần ha. À chế chè phần. 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 Dĩ. Này là sò. Sò. Không phải sò vậy. Đây, đi coi là. Dĩ. Dĩ. Đi coi ốc. Ốc. Wow, ít phần hủ thiềm. Hủ thiềm. Cái là cơm nó ngọt rồi, ngon. Đấy, uống nước mặn nhiều quá trời. Hả? Uống nước mặn đi. Thôi đã chưa bà. Sẽ ra. Sẽ ra. Sẽ phạt. Sẽ hủ len nổi. Sẽ. Uống nước hả? Dạ. Quên luôn anh này luôn. Và uống nước mía nha cả nhà. Còn ngon quá. Chết màn này. Á à, mày sập. Mì nè. Mì nè. Quá lực. Bỏ ít đá thôi. Bỏ ít đá thôi cô. Dạ. Ít phần nữa nữa được không cô? Đây. Ấy bụng nó yếu quá. À đây đây. Lý bà Lý mời anh Di uống kìa. Nó nói không không kìa. Không. Nó muốn thử xài tiền Việt Nam. Xài tiền Việt Nam. Bây giờ biết xài tiền. Lâu rồi. Dạ hòa, lâu mò lên mò xuống mù. Mù kìa. Mù. Mù với má mì rồi, má mì nhét trong này rồi. Để hú, mấy hú quá. Hú mày đi coi luôn được không? Còn mấy kìa. À, khen. Cái này ngọt lắm không? Đường tự mua xe dầm. Wow, quá ngon. Hủ tại luôn đó. Tại luôn. Nè, thử nè. Ok, em hô chưa? Ở dài dầm đã xong. Wow, quá trời luôn. Wow, nước mía nữa. Cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cứ giống như đây ở ngoài Phan Thiết thì nó bán cái gì đó bán bánh ngọt cá khô. Cá khô. Cá hình như là cái cá gì à? Cá cơm phải không? Cá cơm nó không ngon bằng cá này. À cá tới tẩm rồi. Còn cá cơm nhiêu? Cá cơm này nè. Không, cũng cắt. Hôm nay vậy cũng tết này à. Hay à. Mày.
cái bát tới đến nè, ra yêu phú quốc nào, ăn xong rồi những phòng ngủ nha, cơm đi đi, quà thịt heo. Đậu tôm. Nó bụng không? Ngon quá. Ở đây có 8 người có đủ không? Còn ai? 8 người, 17 người. Cùng bàn 8, một bàn 9. Có 2 khách là bên kia. Chúc sức khỏe đi ha. Ok. Yo. Yo. Happy holiday yeah everyone. Yeah, cheese. Cheese. Yeah, cheese. Very nice. Ok. Hey, chúc mọi người happy holiday nha. Yo. Yo yo. Ok. Ngon. Rồi, mời anh Hướng Dẫn Viên uống nha. Wow, trà thơm lắm nha. Trà dứa. Trà dứa, thơm lắm. Của Hướng à. Mình sẽ thử món mắm nêm. Mắm nêm à. Coi gì đây, coi gì đây. Cốt nè, bì tiger nè, chi bì nè, hay kinh nè. Buồn quá đi. Và đây là chợ đêm Phú Quốc nha cả nhà. Và rất là nhộn nhịp và quá trời người đông luôn. Thôi chúng ta đi qua đường thôi nha. Wow, lúc kìa đạo đêm mà tiền. Kìa, lấy cái vậy kìa. Đây là hội chợ lắm nha. Lấy thấy nè. Cái chè dẻ nè. Lấy đâu rồi? Be sweeter. Thank you, James. Okay, thank you so much for the information. Hả? Mận nè. Đi qua vui qua mận. Thịt cá thủa. Lấy tiền của anh này.
này chị. Sốt chưa ăn? Để tết định. Ketchup. À, cà chua. Hả? Sâu hả? Vậy muối á? Phải hồng tối. À, nhiều muối. Không không, nhiều muối. À, chicken sâu. Mò nữa. Đẩy xe vô buffet. Đợi em cái. Bún thịt nướng đậu phộng trước mắm à, hôm nay ăn parfait, xịt parfait lấy xịt đi để chú ý xịt mấy vậy xịt đó xé lên à, này là hen. Chào buổi sáng anh rồi xé lên trứng muối đây xịt chút thùng tí cái tảng thôi xịt nè chút cái tảng nè waffle bánh nè garlic bread nè bánh mì cái này là chè ha này chè nữa nè bánh bông lan và nhãn và cái này là trái gì anh ha dạ trái này nè táo cái tảng nè và ốp la nha sữa nghe chỉnh nha chúng di sản ốp la chúng ta đi ốp la bị lười đẩy con này là súp ngon quá nghĩ nhiều hơn là ăn ăn bằng cái điện thoại cơm chiên nè chảo phàn nè nuôi nè còn đây là súp nè chút nè cà lí chút cái này là gà kho rau củ quả nè chém muốn đũa sauce hổ sực à ăn thôi mời cả nhà ăn chung nha mình hôm nay mình tưởng mình trễ rồi chứ mà mình vẫn còn sớm thôi ăn thôi chịu không nổi rồi đói bụng rồi ăn xong nạp năng lượng một tí nữa đi chơi nữa nha hôm nay sẽ đi như là Win World đó ok ăn sáng thôi chào mọi người good morning kia đi ngon quá mời cả nhà uống cà phê chung với mình nha cà phê ở đây nó rất là đậm cà phê Việt Nam nó rất là khác cà phê ở nước ngoài đậm thiệt là đậm luôn á mình phải đổ thêm nước sôi nữa đậm lắm uống thử cho biết thôi và đây là bánh ngọt của mình đây uống trà lại good morning nha ok cà phê trà mời mọi người uống cà phê trà với mình nha ngon lắm cheers ăn cái gì đây và có dễ xịt lê chữ xanh cái mình xịt hạt tẩm chút à cái lầu à hột vịt muối à phải hột gà nữa à. Ngon quá phải không ngon. Ăn tưởng nhiều dĩa thôi quá ngon luôn quá biết coi phải đúng không không xíu ngon à đúng rồi đi ăn trưa thôi và lợi toàn hello đẹp ha wow ready sign rồi wow
À, trong hốc đi, trong hốc đi, inside đi, có nở nè. À, thơm quá ha. À, ngó tìm lấy lại coi, chiếc chói tôi đi. Thấy có mát nè. Cua nè. Đi bà con. Yo. Yo, we are happy holiday. Yo. Yo. Mời cả nhà. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Mời cả nhà uống nước ha. Yo. Yo. Rồi, ngon. Ngon à. Cái chả đi làm ngon quá ha. Cho miếng ớt luôn chị ơi. Nước mắm ớ à, ngon quá. Cơm tấm bì, cơm tấm nè. Sườn chả. Ủa sao chanh hả? Hả? À, sườn dai mâu xe. Sườn dai mâu xe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ngon lắm. Dầu súp nữa, nó bị súp nữa nè. Đó, à, bên này bánh canh cua nè. Quả nó tuyệt vời luôn. Wow. Cơm tấm Sài Gòn. Ngon quá. Cũng vậy ăn xong bắt chụp hình quá trời. À, nghe là thèm. Dạ, mấy cô ăn cứ thử ăn. Không giờ, không giờ, sẽ quay phim thôi. Chào cả nhà, hôm nay ăn cơm tối một chút ở đây là Grand World. Cơm tấm Sài Gòn, cơm tấm mì sườn chả, cơm tấm sườn chả trứng nè, bánh canh cua nè, nước mắm nè, súp nữa nè, ngon quá trời luôn á. Ok, ăn thôi, đói bụng rồi, ăn trước nha, thèm không canh tị nè. Sườn xem có mềm và có ngon không? Cô cho con ý kiến để con cải tiến cái món ăn của mình luôn. Dạ. Con chưng chờ gì nữa? Wow. Canh tị nha. Ăn rồi canh tị. Ngon ha. Nó mềm. Dạ, nó mềm. Mềm mỏng vừa ăn. Dạ.
cái độ của nó là vừa ăn luôn hả chị? Em thấy được đó. Dạ. Rồi cho con hỏi bác. Bác ơi, cái tô bánh canh của bác, cái nước của nó có ngọt không? Bác thấy cái nước của nó không mọc gì dễ ăn nè. Ngon lắm. Dạ. Con nấu bằng xương, con hầm xương, con lấy nước thôi. Dạ, con sử dụng ghẹ tươi, mỗi ngày bóc mỗi ngày. Có người nào thích ăn ghẹ nguyên con thì con để ghẹ nguyên con luôn. Dạ. Nước ngọt, nước rất ngọt. Dạ, nước rất ngọt hả bác? Dạ. Rồi. Có tôm nữa. Dạ, có tôm. Dạ đúng rồi, dạ dạ chả cua. Dạ. Vậy là sườn cũng ổn và bánh canh cũng ổn đúng không? Con chúc cả nhà ngon miệng nha. Con cảm ơn cả nhà nha. Vô một cái. Chúc sức khỏe. Vui chơi. Ăn sướng, đã thỏa thích nhảy múa ca hát. Chúc sức khỏe mọi người. Vô. Ngon quá. Good morning. Chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay chuẩn bị đi về lại Sài Gòn rồi. So enjoy a few more stops and then we fly to Sài Gòn in 4:50, therefore 50. Okay, đi ăn sáng thôi. Yeah, beautiful. Hấp lê, chào anh. Hấp lê ngon ngon. Bánh bông lan. Hôm nay có nhiều món ha. Là trứng quẩy, trứng nướng, cải chua, thêm salad, và bánh cuốn chả lụa, bánh nước chả lụa chứ. Chảo trắng ăn với vịt muối ngon nhất nè. Còn chuyện chờ gì nữa, ăn thôi. Thôi, ta đi ăn nha. Wow, đáng hết rồi ha. Chủ xanh ăn ngon ta. Thôi, bây giờ tới lượt mình phải ăn thôi. Wow, ai muốn tắm không? Tôi ra nhảy một cái. Sực la, sực la. Coi với người này giống nhau lắm nè. Rồi, nữa thêm một cung. Bị khân nữa nè, another bị khân nè, thêm một cái bị khân thứ hai. Nhậu nè. À, kinh dí nữa nè. Đây, kinh dí đây nữa. Kinh dí kìa. Wow, vào kinh dí nữa. Ta chế quay lại thôi. Để nhận lộn người. Ok, Chi. Chào buổi sáng, chúc sức khỏe. Nạp năng lượng. Chiều tối nay về Sài Gòn chơi đã rồi nha, chơi dữ dội rồi, chơi tới hết sức chơi luôn. Ok, chúc sức khỏe mọi người. Wow. Đèn ha. Mình có hoa tay nụ này, con biết này hoa tay nụ đơn giản mình có giá tầm khoảng từ 40. Kèm kèm. I think we used to have one. Thầy phò nó bị. Xoài à. Chili mango. Đây cá chỉ vàng này, cá gì? Mực sim sa té. Nhiều đồ ăn. Kìa. Cà phê xanh. Shop nào.
Nó là bánh gì? À, yeah, cảm ơn nha. Ngon quá. Nè, try nè. Hả? 100,000 đi. Ừ, anh Dũng. Quá ngon quá này. Ăn miếng bánh. Ăn bánh, ăn bánh. Bánh chocolate, bánh chi nè. Phô mai nè. Ăn thôi. À, đi với gia đình luôn ở bên này. Và bài này ha. Thơm quá. À, hay ha. Cơm niêu. À, Tiên Tây mình thèm bánh bèo, đã chưa? 30 cái chén bánh bèo con. Không phải, 10 cái chục, 10 bánh bèo. Nhưng mà 10 cái bánh bèo có 30,000 thôi à. Thôi mình đợi một chút xíu sẽ có bánh bèo ăn nha. Nóng hổi vừa ăn vừa thổi. Thêm à, bây giờ chờ chị làm bánh bèo. Ngon quá. Bánh bèo, bánh bèo nè. Mình sẽ uống nước dừa. Ngon chưa? Một chai có 25,000 à. Ui dễ sợ luôn á. À, có công phu nè. Công phu nè. Bụp rồi à, hay quá ha. À, hay chưa? Dạ, đủ quá ha. Hay nha. Ừ, tươi. Dưa này gọi là dưa gì chị? Dừa trên cây, dừa trên cây. Hay quá, chặt dừa. Dạ. Cho trái dừa cũng không biết chặt nữa. Được chặt à? Không. À, này thấy thấy cô làm nè, thấy chưa? Đó. Dây tẩy cây trước. Dạ. Ngon à. Wow. Yeah. Wow, hết sảy luôn. Cảm ơn cô. À, ngon quá. Ooh, try thấy. Take a picture xin. Oh, chưa rất ngủ rồi. Được chưa? Buổi đời nè, Thiên Tây Minh buổi đời nè. À, buổi đời nha. Nhớ xem buổi đời. Đâu? Trời ơi. Chấm tay. Ngon không? Ngon, ngon. Tới mình thử. Bên đưa mà anh, trời ơi. Ngọt nha. Yeah. Ngon quá trời luôn. Ở sảy luôn con bà bảy. Uống thử coi. Ngon rồi nha, ngon rồi nha. Ừ, ngon ha. Coi chị gái làm việc. À, chị gái xem quay ha. Làm kỷ niệm. Ngon quá. Trời, cái này là nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Đặc biệt luôn á. Chưa bao giờ trong đời được ăn một lần như vậy. Có người làm cho ăn, nóng hổi luôn. Thích lắm. Mấy đây là còn đuối ăn bánh bèo đó. Dạ, yeah. Bánh bèo, ngon quá. Quá, chín ơi, chín ơi, quá. Wow. Trời ơi, ngon quá đi. Ăn bò. Dạ. Em quay xong là mọi người ganh tị. Ganh tị với em. Mọi người ăn ở đằng kia. Nhờ em ăn bánh bèo. Con gái nó đòi em bánh bèo.
Trời, quay phim xong mọi người nói trời ơi biết tới đây cả tiền cho tới đi ăn bánh bèo rồi. À, ngon quá. Thấy bà xã bạn muốn bao nhiêu, con bạn cho như là 5 tỷ. Dạ. Ờ, ngủ rồi kìa. Wow. Sảnh luôn nha cả nhà. Wow, bánh bèo quá. Nè để coi nè, đó bánh bèo là special luôn đó. Thấy chưa, kiền chưa. Thằng quá rửa chén cực lắm hả chị ha. Rửa chén cực ha. À, quá trời rửa chén luôn. Nhạc lắm đi. Mua để bạn nhiêu đó, bạn lấy là chấm khấy hả. Dạ. Chứ mua để bạn tình yêu của Huệ. Dạ. Đấy mình đi 17 đem đi quá được thì. Dạ. Trời. Không sao em lấy luôn chị. Dạ. Dạ. Cũng đâu mình 6 7 năm rồi. Dạ. Cho bệnh ung thư mà 6 năm rồi con sống đó. À, chị hả? Chồng. À. Chồng kia mình còn. Dạ. Nhưng hắn chật lắm. Đó là gì chị? Tấp mỡ, tấp mỡ. Tấp mỡ hả? Tấp mỡ, đấy họ sắc đẹp, vị sắc đẹp lắm. Đang gửi bánh Huế quá nơi á. Dạ. Mày được có bánh nhà làm á. Dạ. Gửi quá nơi. Đứa hậu. Đấy, dính ở đấy họ làm biệt làm như mình. Dạ. Không bằng, không bằng ở Huế. Làm món này cũng phải là phải cả tấm lòng á mới ra được những cái chén bánh bèo ngon như thế này á. Tôi ăn quen muốn quen mà kén chờ. Em thấy thì cái công rất là nhiều, bỏ công ra làm nhiều lắm. Thì lâu lâu mấy đứa con em nó thèm bánh bèo á, cái em ở nhà cô này nè, cô ráng em đổ cho nó ăn mà công rất là nhiều. Còn đồ ăn hả? Dạ. Bánh đồ ngon mà. Không, em không có làm như vậy, em lấy đại những cái gì mà nó ra cái khuôn á là được rồi. Ủa, sắc ngon quá. Quá ngon luôn á. Trời ơi, thương quá. Xịt đi. Ngon quá. Bị gì như thế chơi. Bánh bèo Huế đó. Xịt đi, ngon quá. À, chắc một miếng nhỏ thôi nhà chị được vậy. Dạ dạ. Vậy là mình chỉ chan nước mắm vào cái chén rồi cái mình ăn hả chị? Dạ. À, mình chan nước mắm vô về ăn như vậy. À, chồng không biết ăn nữa. Thấy nó vui quá, lần đầu tiên trong đời em ăn như vậy đó. Dạ, con cũng vậy. À, thì cũng em đổ sao nó tròn rồi cái dứt ra nhưng mà chưa bao giờ được ăn như vậy. Dạ, trải nghiệm này em cảm ơn chị nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Wow, cái chén bánh bèo nè, ngon chưa? Rồi, để chú nước mắm vô. Dạ. Ăn cho coi nè. Đã lắm nè. Nè. Ngon quá trời luôn á. Vừa luôn kìa. Quá đã thôi, đi về bác thôi. Cho mấy người ganh tị chơi trái dừa của mình đây. Bánh bèo dừa sim rất ngọt. Nhưng mà cái điều mình quý nhất ở người chị này là chị làm bánh bèo bằng cả tấm lòng và làm những cái bánh rất là ngon cho con gái của mình ăn.
Yeah. Đôi lúc tiền nó không phải là gì đó, nhưng mà cái tấm lòng nó quan trọng lắm. Cho nên đôi lúc mình sẵn sàng mình tặng tiền cũng được. Yeah. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Master. À, mận nè. Wow, ngon rồi nha. Trời ơi, hấp dẫn quá. Mận Việt Nam, mận Việt Nam ha. Ok, cảm ơn anh chị nha, vui quá. Được ăn mận nữa. Vui. Mận á. Ý là nhưng mà cái quay cái... phim được rồi, quay phim. Yeah. Ok. Nước mắm nè. Nước mắm Phú Quốc. Thơm quá, nhảy vô tắm một cái rồi. Tắm một cái là không biết mấy bao nhiêu lòng mới ra mùi. Một cái thùng này nếu mà mình sử dụng kỹ là chị là tới tầm khoảng 6-70 năm vẫn còn sử dụng được. Đâu có hư đâu, có muối đâu, có hư đâu, mọt gì ăn đâu. Trời đi em biết bao nhiêu ngàn nước dùng. À, cứ một lần họ truyền ra phi vậy là hại. Từ phi đó nó bơm ngược trở lại để đảo đều. Thú vị ha. Đi thử nước mắm không? Uống nước mắm không? Tắm bằng nước mắm không? Nước mắm đó trời. Vậy thì mình có ai dùng thử mắm mình di chuyển qua không? Hả? Đây à, nhỏ xíu à, biết tên gì à? Cô đi cùng á. Ờ. Được không? Được không? Là những cái hũ. Oh, trời, nước mắm. Ai đi về xe thôi. Huy đi lấy lỡ tiêu. Dạ dạ dạ. Không có được trái tiêu nè. Tiêu quá. Rồi, mấy trái tiêu nè. Tiêu Việt Nam nè. Cái này mấy người làm món ăn Thái á, để nguyên một cây một dây tiêu thì cho mình ăn á. Ôi ôi. Đây. À. Mình sẽ. Này. Đây người ta trồng nè, đổ nước tưới. À, tiêu. Hay quá ha. Hũ lớn bao nhiêu hũ? 80 ngàn em. Bao nhiêu? 70 không anh? Cho em hũ này đi chị. Cũng là 70 được. Lúc riêu ha. Là trái sim á. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Try kìa. Chứ sao? Ngọt chút thôi. Nên nó hình như nó hơi bị chát. Tại vì xiên nhiều quá cô, mà xiên nhiều thì rất. Đi thử hải sản. Loại này là của mày còn. 86. Tôm. Loại này 88. Để em chặt. Giá cũng tương đương nhẹ thôi. Đậu khô thấy ngon đó ha. Cái ghim nè. Mua cái này về nhậu nè. Where they try hả? Mật cái hả? Khô mật thôi.
Đây là mực nước dừa. Đây là cá cơm. Chỉ kỹ lõ luôn. Which one? Đây là mực bơ tỏi chị ạ. Đây là cá bột cắt. Nice this one. Thử một cái. Lấy một sợi nhỏ nhỏ thôi. Wow, cái sợi nó ra sợi dài nhất nữa. Cảm ơn. Oh my god, sợi dài nhất. Nhỏ nhỏ. Này dậu garlic ha. Garlic butter. 625 một cân có là 720. Ái chết rồi. Would like to thank you for